Trong hai ngày 30 và 31 tháng 3, Hội Nông dân phường Cẩm An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Cẩm An tiếp tục chú trọng công tác củng cố tổ chức hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Trong đó đã phát triển 50 hội viên mới, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Phát huy vai trò trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế, Hội Nông dân phường Cẩm An đã phối hợp với các đoàn thể đề xuất với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 30 hộ nông dân vay 900 triệu đồng thông qua các tổ tiết kiệm vay vốn để phát triển nghề nghiệp. Hội cũng lập hồ sơ cho 20 hộ vay 600 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố và địa phương để phát triển kinh tế gia đình. Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, Hội Nông dân phường Cẩm An đã tích cực vận động nông dân hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, thành lập và ra mắt tổ bảo vệ môi trường và thu gom rác thải đại dương, tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đời sống văn hóa. Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Cẩm An lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 9 ủy viên. Ông Nguyễn Minh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Cẩm An khóa 13.